Dạ vâng, gửi lời chào toàn thể các bác làm thợ bẫy chim. Thì hôm nay em xin giới thiệu tới các bác những cái mẫu lụp mà đơn vị bên em đang bán. Thì về cái mẫu lụp đầu tiên thì em xin giới thiệu tới các bác đó là cái mẫu lụp bìm bịp. Thì cái mẫu lụp bìm bịp này, về cái nguyên liệu chính của nó để làm đến chiếc lụp này thì được làm 100% bằng inox. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình ấy. Thì tất cả những cái khung sườn như thế này, những cái sợi inox to đấy thì đã được hàn liên kết với nhau rất là chắc chắn nhé. Còn về những cái sợi inox nhỏ này thì những cái này hàn thì sau này về các bác sử dụng nó sẽ bật. Thì bên em đã gia công cho các bác là những cái sợi dây đồng này đã thít vào nhau đấy, liên kết từng những cái mấu lối như thế này để tạo lên một cái lụp như thế này. Về cái phần bỏ con mồi thì là sẽ bỏ qua phần bên dưới này nha các bác nhé. Đấy, kéo lên và đóng xuống, đây nó có một cái móc khóa này để bỏ mồi hoặc là vệ sinh mồi thì các bác sử dụng ở bên sườn bên. Còn về cái phần cầu tử để con bổi nó nhảy vào ấy, thì được làm bằng cầu tử bằng cây canh châu. Còn về nguyên tắc hoạt động của nó thì ở đây là nó dương lên như thế này, thì gài lưỡi là cái cầu tử nó sẽ dâng lên như thế này này các bác này. Đấy, thì khi con bìm bịp bổi nó chạm vào đây, nó nhảy vào đây thì cái này nó sẽ sập xuống này. Sập xuống thì tất cả các mẫu lụp nhà em đều có một cái móc ở như thế này để hãm lại cái con chim khi nó bị bung bật, nó giật mạnh lên thì nó sẽ sổng của các bác nhé. Nhưng mà có cái móc này thì các bác yên tâm là đi đánh thì rất là yên tâm. Còn về những cái phần lò xo thì được làm bằng thép trợ lực. Đấy, lò xo này thì lò xo không bao giờ bị nhão, bị chết cả các bác nhé. Càng đánh thì nó lại càng chắc thôi. Còn cái lụp này thì thiết kế với cái kích thước mà có thể phù hợp đánh cả trên cây và dưới đất. Trên cây thì các bác có thể nhìn thấy cái móc này, và dưới đất thì về cái độ thăng bằng của nó thì các bác yên tâm một điều là rất là chuẩn xác. Còn về đến cái mẫu lụp thứ hai là cái mẫu lụp bẫy cuốc. Thì cái mẫu lụp bẫy cuốc này thì bên nhà em bán hai loại. Một loại là hai mặt, đây là hai mặt này các bác này. Thì mặt này thì em chưa cắt thì em chỉ giới thiệu qua về cái mặt này thôi. Về nguyên liệu chính thì vẫn được làm bằng inox 100%. Đấy, khi các bác mua thì những phụ kiện được tặng kèm với lụp cuốc này thì các bác cần được nhận kèm theo một quả chuông như thế này. Treo ở đây thì quả chuông em sẽ không bỏ ra. Về cái phần cầu tử đây thì thiết kế vừa tầm để con cuốc bổi nó nhảy vào đây nó đấu nhé. Về cái lụp cuốc hai mặt này thì cái tỷ lệ đánh được bổi thì nó sẽ cao hơn, giá cả thì nó phù hợp. Đấy. Ở bên thành đây thì làm những cái lá, làm một cái lớp cỏ nhân tạo như thế này để khi con cuốc bổi nó vào nó đấu thì nó sẽ không nhìn thấy con cuốc mồi bên trong, bắt buộc nó phải ra cái phần cầu tử kia. Còn tất cả những cái phần nhốt chim bổi thì ở đây các bác nhốt ở bên sườn này nhé. Đấy, nhốt chim bổi hoặc là cho chim ăn, đấy, uống nước. Đấy là về cái mẫu lụp cuốc hai mặt. Còn về đây là cái lụp bẫy cu, chim cu gáy. Thì mẫu này rất là rẻ tiền. Đấy, 500.000 đồng bao cước vận chuyển cho các bác. Nguyên liệu chính là làm bằng tre, gỗ và cây gỗ song. Thì về cái phần lưới giữ cái con cu mồi ấy, thì nó được làm bằng lưới dù sợi sáu rất là to, đây các bác có thể thấy này. Rất là chắc chắn, đây cũng có một cái móc này, khi nó sập xuống rồi nó sẽ giữ đây. Còn về cái nguyên tắc hoạt động của nó ấy, thì nó sẽ dương lên như thế này, đằng sau nó có một cái cầu. Cái lưỡi này để các bác gài nhé, gài vào cái này thì nó sẽ dựng lên này. Đấy, dựng lên thì khi con cu nó vào nó đấu thì nó sẽ sập xuống như thế này. Đấy, rất là mạnh. Lò xo thì được làm bằng thép. Còn về những cái thiết kế thì nó rất là cầu kỳ. Đấy, với một cái giá là 500.000 đồng là các bác có thể sử dụng được một cái lụp như thế này. Còn về cái phần bỏ cu mồi, vệ sinh cu mồi thì các bác bỏ qua đằng trước này nhé. Đấy, các bác dương cái mẹt này lên. Đấy, dương cái cung này lên. Đấy, bỏ cu mồi hoặc là cho cu mồi ăn uống nước thì các bác cho đằng trước. Gỗ thì nguyên liệu gỗ thì gỗ tre đã được ngâm từ 6 đến 8 tháng. Còn tất cả những cây gỗ song hoặc cây sặc cừ này thì các bác yên tâm một điều là nó sẽ không bao giờ nó bị hỏng cả. Còn về phía bên đây, thì nó có thêm hai cái mẫu lụp bẫy cu gáy nữa. Cái lụp này là lụp cu Thái này các bác này. Lụp cu Thái các bác nhé. Thì lụp cu Thái này thì phù hợp đánh cu Thái, cu Tiểu. Khi các bác nhốt con mồi vào bên trong đây đều ok này. Còn cách thức của nó hoạt động thì nó là hai cầu tử rời. Đấy, gắn vào đây những cái video trước em giới thiệu rất là nhiều. Còn lưới giữ con cu này thì nó sẽ, khi nó sập xuống thì nó sẽ thu, nó giữ con cu bổi một góc ở trên đây thôi. Đây là cái mẫu lụp cu Thái này. Đấy, các bác, các anh em nếu mà chơi cu gáy nhiều thì nhìn cái mẫu lụp phát là biết là cái nguyên tắc hoạt động của nó như thế nào ngay. Còn về bên sườn đây thì thiết kế cho các bác là những cái lớp lá nhân tạo như thế này, tránh tình trạng là con cu bổi nó đấu ở bên sườn. Cái lụp này nó rất là đa năng nhé, tiện lợi nhé. Khi các bác mua thì được nhận theo một cái móc treo này, một cái móc đính để khi các bác đi gác cu có cái chỗ, ví dụ không có chỗ treo thì các bác có thể đánh trực tiếp ở ngoài trụ cột điện hoặc là những cái cây không cần cành, những cái cây mà nó không có cành nhé, hoặc là đánh ở giữa không trung luôn thì các bác đều sử dụng được về cái lụp cu Thái này. Còn về cái lụp tiếp theo đó là cái lụp cu Malai.
đây là cái lụp Kumalai này. Đấy, nhiều bác hỏi bảo lụp Kumalai có kéo khóa được lên không, có đóng được lên không, thì đây thì em xin làm luôn đấy cho các bác cùng tham khảo này. Tất cả những cái mẫu lụp cu bên nhà em đều sử dụng tháo lắp được nha các bác nhé, gập được lên như thế này. Đấy, và đây nó có một cái móc này, các bác có thể móc được như thế này và các bác treo. Đấy, rất là tiện lợi. Còn đi đánh thì các bác lại buông ra. Đấy, nếu mà thiết kế mà không gập được lên thì các bác đi đánh thì nó hơi bị cồng kềnh ấy. Đấy, đây là cái lụp cu Malai này. Tất cả những cái phần đây đã được làm lá này. Đấy, làm lá cây để be bịt, tránh cái tình trạng con bổ nó đấu bên ngoài. Còn về cái phần cầu tử thì được làm một cây gỗ song. Đấy, khi con cu nó nhảy vào đây là cái này nó sẽ sập xuống này. Đấy, nguyên tắc hoạt động của nó thì nó đơn giản thôi. Đấy, về nguyên tắc hoạt động của nó là khi các bác gài lên như thế này. Đấy, thì cái này nó sẽ nó nhấc lên như thế này là nó giữ nhá. Đấy, làm một cái cầu như thế này thì con chim ở bên ngoài thì nó sẽ tưởng đây là cây gỗ này. Nó sẽ nhắm vào đây thì cái này nó sẽ sập xuống như thế này. Đấy, này nó sẽ giữ cái con cu gáy ở phần bên dưới này nha các bác nhé. Còn về cái mẫu lụp cuối cùng là cái lụp cúp cột mặt. Đấy, nguyên liệu chính tất cả các mẫu lụp ở bên nhà em đều được làm bằng inox 100%. Đấy, lụp cúp cột mặt đây các bác này. Về những cái phần bỏ con mồi thì cái này bỏ đằng sau này. Đấy, bỏ đằng sau nên làm cho các bác một cái khóa đây. Tất cả những cái khung thành đã được ôm một lớp cỏ ngụy trang. Còn về phần lưới giữ cuốc thì các bác yên tâm một điều là không giờ rách cả. Nhà em đi đánh suốt, đi test thử suốt đấy, các bác yên tâm. Đấy, đây tổng hợp những cái mẫu bẫy chim. Đấy, từ cu gáy cho tới cuốc đến bìm bìm. Đấy, bác nào mà cập nhật được cái video này muốn sắm cho mình một chiếc lụp để đi bẫy chim thì liên hệ cho em thông qua cái số điện thoại em để dưới tiêu đề. Đấy, từ có mẫu lụp bìm bìm, cuốc và cu gáy, đấy từ những cái loại rẻ tiền cho tới đắt tiền. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.